Vâng, xin chào mừng các bạn đã đến với Tiếng Game Vlog. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến với một công trình mà bên mình mới vừa hoàn thành nha các bạn. Đó là công trình cải tạo xây dựng nhà phố. Đó, đây là đường vô cái nhà chị Linh mà mình mới cải tạo xong này các bạn. Nhà này thì nằm trong kiệt của đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng nha các bạn. Đó, đây là phía trước mặt tiền này các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, phía trước mặt tiền thì mình sẽ ốp kính và ốp hệ của ốp con wood này cộng với hệ khung sắt nha các bạn. Nhà này thì chị muốn xây dựng một hệ khung sắt biệt lập nên là mình phía trước mình đã tạo khung sắt để cho cảm giác nhà được an toàn hơn. Đây, bây giờ mình sẽ bước vào không gian nhà chính nha các bạn. Hello chị chủ nhà, xinh đẹp. Đó, đây mình để xin phép chị chủ nhà là mình sẽ quay lại công trình. Chứ nhiều chủ nhà thì khi mình quay các bạn thì họ cũng ngại lắm, họ cũng không có đến đâu. Đây là không gian phòng khách nha các bạn. Đó, nhà này thì đó, nhà này chiều sâu thì có 12 mét thôi các bạn ơi. Đó, chiều rộng thì vẫn 5 mét như nhà phố bình thường nha. Đó, tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp mình sẽ cải tạo lại là mình sẽ đập thông với nhau. Đó, mình trang trí ở vị trí cầu thang bằng một hệ phích lam nha các bạn. Này, phần nhà này thì chính thì vẫn là cải tạo xây dựng, còn về nội thất thì chị chỉ làm một vài hạng mục do vấn đề về kinh phí nha các bạn, nên là không có làm được nhiều. Đó, thì mình vẫn bố trí cho chị vừa đủ cơ bản, có nghĩa là cái không gian mà cần thiết nhất của một căn nhà phố mình, đó là phòng bếp. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay phòng bếp cho các bạn xem nha. Đó, không gian rất là nhiều nhà các bạn ơi. Mình trang trí cái hệ chắn cầu thang là bằng vách lam. Đó, dưới vách lam thì mình sẽ dưới cầu thang thì mình sẽ làm một hệ cánh che fix để mình làm cái kho cho đó nha các bạn. Và đây là phần bếp. Phần bếp thì mình đang phối hai màu, đó là màu vân gỗ và màu xám lông chuột. Đó, kính bếp thì chị sẽ sử dụng kính màu xanh nhạt, xanh ngọc, nhưng mà ngay ngọc nhạt nha các bạn. Đó. Bếp, đá bếp thì đá mắt buồn có vân. Sử dụng màu hai màu cánh, đó là màu xám và màu phân gỗ, rất là đẹp luôn. Đó, cánh cửa này thì mình sẽ dùng cánh cửa lật này các bạn. Bình thường hè này thì mình sẽ dùng tây nón bờ lâm, nhưng mà vì vấn đề kinh phí nên là mình sẽ bắt tạm piston cho chị thôi. Đó, đây là phía trong tủ trên này. Đó, mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem. Đó, bếp này thì chị sử dụng hệ bồn rửa mới. Đấy các bạn, cái bồn này thì chị còn bắt thêm hệ thống máy lọc nước này, nhưng mà mình chưa có làm máy lọc nước nha các bạn. Máy lọc nước chị sẽ mua sau. Và bếp thì chị cũng không sử dụng bếp từ mà sử dụng bếp ga, nên là phần bếp, đá bếp thì mình cũng không có khoát, mình vẫn để như vậy thôi. Dưới bếp thì mình làm hai ốc thoại để chị bỏ chiếc bát, cũng chị cũng chưa có tiền bao phụ kiện nha các bạn. Đó, mình rất đơn giản thôi. Rồi thì mình thì phần này thì mình sẽ làm cải tạo nhà vệ sinh này, bếp này, sửa sửa lại hết tất cả mọi thứ trong nhà. Đó. Hôm nay là ngày mình đi nghiệm thu nha các bạn. Thì thôi mình sẽ quay lại cho các bạn xem luôn. Đó, bây giờ mình sẽ lên tầng 2 nha các bạn. Đó, nhà này chiều sâu rất là ngắn, các bạn thấy không? Đó, đây là tường cuối của thang này. Đấy, đây bây giờ mình sẽ quay tầng lớn cho các bạn xem nha. Sàn gạch thì vẫn sàn gạch cũ nha các bạn. Mình chỉ sơn lại cái phần gạch ở dưới á. Mình chỉ giới thiệu đó là mình có lát ván sàn nhựa này. Đó, sàn nhựa. Mình quên nói cái này, sàn nhựa. Còn gạch men thì mình sẽ là gạch men cũ nha các bạn. Đó, mình sơn sửa lại tầng thôi. Đó, cái khung nhôm này là cũng nhôm cũ luôn. Mình chỉ cho người vệ sinh hết lại thôi. Đó, còn phần này là phần tủ quần áo, âm cầu thang này các bạn. Mình sẽ xử lý fix cầu thang luôn để cho cái phòng ngủ của mình thành vuông vức luôn nha các bạn. Bên này thì mình làm cánh mở. Đó, mình sẽ mở cánh ống tủ các bạn coi. Chỗ tủ này thì có hai bánh hai thôi. Dưới này mình bố trí hai học thoại để mình bỏ đồ dùng cá nhân của mình đó bạn, những đồ lót của mình đấy. Đó, phía trên thì có một hàng đồ. Đó, bên cạnh thì thợ điều hòa của mình đang chính nên là thôi mình chưa quay.
chưa bay phần đó. Bên đó thì mình sẽ mở tủ theo hướng là kéo ra nha các bạn, chứ không mở cánh nha. Đây, vì chị chủ nhà thích là phương án mới á, là mình sẽ kéo ra dùng. Mình sẽ lên các một cái theo này để thợ mình làm cho nó thoải mái nha các bạn. Thợ mình quay thì nhiều người ngại lắm các bạn ơi, nhiều người cũng biết muốn lên lên hình nữa cũng ngại. Đó, trên này thì mình làm hệ phía trước là nó là hệ khung sắt các bạn đó, sau này mình cải tạo lại mình sẽ làm tấm gỗ ốp tấm smart bo đó. View này thì là view cửa sổ rất là đẹp luôn. Phía tường bên tay trái mình đây là tường khung sắt và ốp tấm smart bo nha các bạn. Phòng ngủ với phòng vệ sinh này là mình đang chia lại này các bạn ơi, mình sẽ ngăn chia lại vách tường hai bên này đó. Phòng vệ sinh thì tường trước nó rất là ẩm nên là mình đề xuất chủ nhà là mình sẽ ốp tấm nhựa PVC lại nha các bạn. Tấm PVC này hiện nay rất là phổ biến luôn, nó sử dụng cho những vách tường bị ẩm ẩm ướt để cho ngăn cách lại này, để cho mình sẽ không bị thấy tường dột ra, chứ sơn này nó không dột. Với lại phần vệ sinh này mình không ốp gạch, tại vì ốp gạch thì chi phí sẽ cao hơn phần PVC này. PVC này thì sẽ rẻ hơn nha các bạn, nên là mình sẽ sử dụng phần PVC đó. Cánh cửa này các bạn không thấy không, mình chừa một cánh cửa rất là to luôn, cửa này là 1,8 nha các bạn. Ở đối diện phòng ngủ đó, phòng ngủ thì mình sẽ bóp nhỏ phòng ngủ này, phần tường này này đó. Từ vách tường này tới vách tường kia thì chỉ có 2,4 m nha các bạn. Mình đủ đặt một cái giường đó, hệ vách này là mình làm mới bao che lại này. Kệ này thì mình giữ lại kệ từ hồi mới cải tạo công trình luôn đến bây giờ luôn nha các bạn, mình không phá không vứt vô của chủ nhà luôn, tại vì kệ này là kệ thông minh nên là mình giữ nguyên lại cho chủ nhà để cho đỡ một phần chi phí nào cho chủ nhà nha các bạn. Đó, bên này thì mình sẽ làm một hệ cửa mày bông con này đó, để lùa để lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Tiếp tục mình sẽ đi tới mặt tiền nha các bạn. Này, view đẹp không? Các bạn thấy view đẹp không? Được cái chị chủ nhà này cái nhà cũ nhưng sai tầm cách đây 15 năm rồi, nhưng mà cái hệ kết cấu nó rất là chất, và nó so với cái hàng số các bạn thấy không, 15 năm trước mà họ đã làm một cái nhà 2 tầng 3 tầng đi, một lớn là cho 3 tầng đi đó, là nó đã cao hơn tất cả các nhà xung quanh rồi. Có nghĩa là gia chủ này rất có điều kiện luôn đó. Khu này là mình làm hệ máy giặt xái nha các bạn. Đó, view kính mặt tiền thấy các bạn thấy ghê không, đầu tư hết mặt tiền một khung kính view nhìn rất là đẹp luôn, nhìn hết toàn bộ hết mọi thứ xung quanh luôn nha, rất là đẹp. Với lại là mình làm hệ vách kính này là để ngăn mưa gió, có nghĩa là có vẫn có view nhìn vẫn có cửa sổ, nhưng mà được cái là khi nước non không vào trong này nha các bạn. Đây, cái căn phòng mà đắt giá nhất ở cái phần cải tạo này đó là phòng ngủ mất tiền này nha các bạn. Nhưng mà phòng ngủ mất tiền này thì chị dành cho em trai nên là chị không có làm nhiều á, mình sẽ để phần sau để cho em trai của chị đã biết nội thất nha các bạn. Này, cái số này một cái nhà kia các bạn thấy sơn màu vàng Hội An lên nhìn nó nổi kinh khủng khi mà lên hình luôn, rất là đẹp luôn đó. Mình sẽ quay slow vào bên trong cho các bạn xem nha. Ui, đẹp chưa, room view rất là đẹp luôn ha. Nên là đây là phòng ăn tiền của nhà này nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Đó, điểm qua là mọi người xem xong video thì thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn, để ủng hộ được tinh thần mình làm những video khác được hay hơn, hấp dẫn hơn cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một vài cái hình ảnh của khi mà thi công công trình này nha các bạn.